Xin chào những người hâm mộ VBA, tôi là Sơn, bình luận viên bóng rổ. Và như vậy là mùa giải VBA 2017 đã chuẩn bị bắt đầu. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau phân tích đội bóng tân binh của mùa giải năm nay, Thăng Long Warriors. Như vậy là danh sách của đội bóng Thăng Long Warriors đã gần như được tiết lộ với các cái tên của các cầu thủ nội binh, ngoại binh cũng như là các cầu thủ gốc Việt. Và sau đây là danh sách của đội bóng Thăng Long Warriors. Ở vị trí point guard số 1, Trương Hoàng Trung. Với vị trí shooting guard vị trí số 2, Thăng Long Warriors sở hữu 4 swingman, nghĩa là những cầu thủ có khả năng chơi cả hai vị trí số 2 và số 3, bao gồm Bùi Thái Hà, Đỗ Xuân Nam, Tô Quang Trung và Vũ Đình Tú. Ryan Lee cũng có thể chơi vị trí số 2, nhưng có lẽ sẽ thiên về vị trí số 3 với lợi thế thể hình của mình. Ở vị trí số 4 power forward, Thăng Long Warriors có một lực lượng khá dày đặc bao gồm Justin Young, Nguyễn Xuân Quốc và Hoàng Thế Hiển, em trai của trợ lý huấn luyện viên Hoàng Thế Vinh từ đội bóng Hà Nội Buffaloes. Trong hai cái tên này, cả Justin Young và Hoàng Thế Hiển cũng có thể chuyển sang chơi ở vị trí số 3. Ở vị trí trung phong số 5, Thăng Long Warriors có sự góp mặt của Jaywon Hill và Nguyễn Văn Hùng. Nếu như Nguyễn Văn Hùng và Jaywon Hill đồng thời có mặt ở trên sân, Jaywon Hill hoàn toàn có thể chuyển sang thi đấu ở vị trí số 4. Và cuối cùng, ở vị trí huấn luyện viên, Thăng Long Warriors được dẫn dắt bởi ông Lee Tao Dana, cựu huấn luyện viên của hai đội bóng là Met Gold và Dunkin Raptors tại giải siêu cúp Thái Lan TBSL, giải đấu quốc tế đầu tiên mà Hà Nội Buffaloes đã tham dự. Vậy hãy cùng nhau thử phân tích danh sách của Thăng Long Warriors năm nay cũng như là điểm mạnh và điểm yếu của đội bóng này, và cùng xem là đội bóng này có thể có được vị trí như thế nào trong mùa giải VBA năm nay. Nói về điểm mạnh thì sức mạnh lớn nhất của Thăng Long Warriors nằm ở khu vực hàng trong và khu vực dưới rổ, khi đội bóng này sở hữu một lực lượng dày đặc các cầu thủ có khả năng chơi xuất sắc ở vị trí số 4 và số 5. Đồng thời, một loạt các cầu thủ có thể chơi tốt ở vị trí số 3. Các cá nhân ở vòng trong của Thăng Long Warriors đều là những cầu thủ sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, khả năng phòng ngự tuyệt vời và mỗi người lại sở hữu một mũi tấn công riêng. Về mặt tấn công thì Thăng Long Warriors có lẽ là một trong những đội bóng sở hữu nhiều mũi tấn công nhất tại mùa giải VBA 2017. Nếu như Nguyễn Văn Hùng là mẫu trung phong sức mạnh với những tình huống dứt điểm dưới rổ tốt, thì Jaywon Hill lại là cầu thủ sở hữu thể hình lý tưởng, khả năng nhảy ném trung bình tuyệt vời cùng những tình huống đột phá và dứt điểm chính xác. Đi kèm với cặp đôi này, người hâm mộ không thể không nhắc đến Justin Young, cầu thủ gốc Việt sở hữu thể hình lý tưởng nhất tại VBA với khả năng ném 3 điểm, chạy cắt và đột phá lên rổ tuyệt vời. Tại VBA 2016, cựu binh của Ho Chi Minh City Wings đã cùng Jaywon Hill chinh chiến và thiếu chút nữa đã chạm tay đến chiếc cúp vô địch. Mới đây nhất, Thăng Long Warriors cũng đã có thêm sự bổ sung nhân sự ở khu vực dưới vốn đã rất dày đặc của mình bằng việc chiêu mộ Nguyễn Xuân Quốc, một hào thủ của Liên đoàn bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Xuân Quốc là một trong những cầu thủ đáng sợ nhất khu vực dưới rổ bởi sức bật dẻo dai, khả năng thi đấu va chạm cùng những tình huống đột phá lên rổ mạnh mẽ. Sức trẻ của cầu thủ sinh năm 1994 này giúp anh thi đấu vô cùng quyết liệt, bất kể đối thủ là ai. Được biết tại VBA 2016 thì Đà Nẵng Dragons thiếu chút nữa đã có được sự góp mặt của Nguyễn Xuân Quốc. Tuy nhiên thì cả hai bên đã không thể đưa đến những thỏa thuận cuối cùng và Nguyễn Xuân Quốc đã không thể tham dự VBA 2016. Với 4 cầu thủ chơi tốt ở vị trí số 4 hoặc số 5, Thăng Long Warriors cũng sở hữu khá nhiều những đội binh chất lượng với sự có mặt của Tô Quang Trung và các cầu thủ trưởng thành từ Hội bóng rổ không chuyên Hà Nội có khả năng chơi tốt ở vị trí số 2 hoặc số 3. Đây đều là những cầu thủ có khả năng quan sát chuyền bóng tốt và sở hữu những tình huống ném trung bình hoặc đột phá hiệu quả. Đây sẽ là mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên mà Bùi Thái Hà, Đỗ Xuân Nam, Vũ Đình Tú và Hoàng Thế Hiển, em trai của trợ lý huấn luyện viên Hoàng Thế Vinh tham dự, và chắc chắn những trận đấu đầu tiên sẽ là những trận đấu mà họ phải tập cách bắt nhịp với lối chơi nhanh và quyết liệt của các cầu thủ trên sân. Nếu như có một loạt sự bổ sung ở các vị trí trên sân thì lỗ hổng lớn nhất trong danh sách của Thăng Long Warriors nằm ở việc họ chỉ có một hậu vệ dẫn bóng, một point guard, đó là Trương Hoàng Trung. Ngoài Trương Hoàng Trung thì không có một cầu thủ nào ở Thăng Long Warriors có khả năng chơi ở vị trí này. Trung không còn xa lạ với những người đã theo dõi bóng rổ lâu năm, và tại TBSL 2017, Trung cũng đã được huấn luyện viên Top Perp đưa vào danh sách đội bóng Hà Nội Buffaloes. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là thể lực của Trương Hoàng Trung không thể đủ để anh có thể thi đấu trong suốt 40 phút dưới áp lực tấn công và phòng ngự của một giải đấu chuyên nghiệp. Và điểm yếu trong lối chơi của Trương Hoàng Trung nằm ở những tình huống mất bóng và ném xa, sẽ khiến cho Thăng Long Warriors gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai phản công nhanh cũng như triển khai chiến thuật. Từ giờ cho tới khi mùa giải chính thức bắt đầu thì huấn luyện viên Lee Tao Dana có lẽ sẽ còn phải đau đầu, bởi lẽ chỉ còn một đợt tuyển chọn nội binh nữa để ông có thể tìm được một hậu vệ dẫn bóng cho đội bóng của mình với quỹ lương hạn hẹp mà Thăng Long Warriors còn có lại. Trong đội hình của Thăng Long Warriors còn sở hữu Ryan Lee. Chàng cầu thủ gốc Việt này đăng ký chơi ở vị trí số 1 và số 2 tại buổi tuyển chọn các cầu thủ gốc Việt tại Mỹ. Tuy nhiên, kỹ năng cá nhân của anh chưa bao giờ là đảm bảo để chơi tốt ở hai vị trí này. Với chiều cao và thiên hướng đột phá dứt điểm, Ryan Lee có lẽ sẽ được đẩy sang thi đấu ở vị trí số 3. Sau khi có màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục tại Sài Gòn Heat vào mùa giải ABL 2014, hy vọng Ryan Lee đã có những sự chuẩn bị tốt hơn so với những năm trước đó. Lỗ hổng thứ hai trong đội hình của Thăng Long Warriors nằm ở việc họ đang rất thiếu đi những xạ thủ ném xa. Trong khi Đỗ Xuân Nam và Bùi Thái Hà đều là những cầu thủ chủ yếu có cự ly ném trung bình, thì Vũ Đình Tú, cái tên tưởng lạ nhưng rất quen với giới bóng rổ không chuyên Hà Nội, hiện vẫn đang khẩn trương luyện tập để tìm lại phong độ cho mình vào mùa giải lần này. Ngoài Tô Quang Trung là cầu thủ duy nhất thi đấu nhiều ở vị trí số 2, thì anh vẫn còn phải cải thiện rất nhiều về sự ổn định trong những pha ném 3 điểm của mình, và Thăng Long Warriors sẽ cần ít nhất một cầu thủ nữa có khả năng ném 3 điểm ổn định nếu như không muốn các đội bóng khác tận dụng triệt để điểm yếu này để thực hiện phòng ngự liên phòng và co cụm hàng phòng ngự vào phía trong. Điểm yếu cuối cùng của Thăng Long Warriors nằm ở việc đây là năm đầu tiên mà họ tham dự VBA 2017 và đội bóng đang sở hữu quá nhiều những mảnh ghép độc lập. Nếu như năm đội bóng tham dự VBA 2016 đã giữ lại được cho mình những bộ khung nhất định, thì Thăng Long Warriors đang có quá nhiều những mảnh ghép rời rạc. 5 cái tên của Thăng Long Warriors năm nay nằm trong danh sách Hội bóng rổ không chuyên Hà Nội lần đầu tiên tham dự VBA. Tô Quang Trung, Nguyễn Xuân Quốc và Nguyễn Văn Hùng lần đầu tiên ra thủ đô để thi đấu với các đồng đội khác. Ryan Lee quay trở lại sau một thời gian khá dài và cặp đôi Jaywon Hill cùng Justin Young tái hợp. Nhìn vào các cá nhân thì có vẻ như Thăng Long Warriors đang là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay. Tuy nhiên, việc có sắp xếp được những mảnh ghép lại với nhau hay không hoàn toàn phụ thuộc vào huấn luyện viên Lee Tao Dana, và khó khăn của ông nằm ở việc đội bóng của ông vẫn chưa bắt đầu tập luyện và mùa giải VBA năm nay sẽ chỉ diễn ra trong vòng 3 tháng thay vì 4 tháng. Với đội hình sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình tốt cũng như là khả năng di chuyển nhanh nhẹn, thì Thăng Long Warriors là đội bóng mà mỗi cầu thủ đều có khả năng phòng ngự ở nhiều vị trí khác nhau, và với triết lý phòng ngự cũng như là lối chơi quyết liệt của huấn luyện viên Lee Tao Dana thì Thăng Long Warriors sẽ là một trong những hàng phòng ngự gây khó chịu nhất tại mùa giải VBA 2017 năm nay. Để chống đỡ được sức mạnh hàng trong của Thăng Long Warriors thì câu hỏi được đặt ra là các đội bóng sẽ cần mang lại một ngoại binh như thế nào. Còn nhớ tại VBA 2016, cặp đôi Justin Young và Jaywon Hill đã phần nào hóa giải được Rudolph Jolie, mẫu trung phong cổ điển với thể hình cao lớn, di chuyển chậm nhưng mạnh mẽ và những tình huống tì đè dứt điểm dưới rổ. Tuy nhiên, cho đến vòng đấu loại trực tiếp, Rudolph Jolie trở nên quá mạnh mẽ với cặp đôi này. Vậy nên việc tìm và chiêu mộ được một trung phong như vậy có thể là một sự lựa chọn hoàn hảo với nhiều đội bóng năm nay. Đây là điều mà Ho Chi Minh City Wings đã làm được khi có được sự phục vụ của Bella Richardson. Tuy nhiên, Thăng Long Warriors năm nay không chỉ có Justin Young và Jaywon Hill mà họ còn có được sự phục vụ của Nguyễn Văn Hùng, cầu thủ với khả năng phòng ngự các ngoại binh cao lớn đã được chứng minh, và Nguyễn Xuân Quốc, cầu thủ trẻ với lối chơi phòng ngự rát như Nguyễn Tiến Dương nhưng cao hơn Dương 10 cm. Khả năng ngăn chặn các ngoại binh tiến vào vòng trong của Nguyễn Văn Hùng cùng khả năng block của Jaywon Hill và sự năng động của Nguyễn Xuân Quốc hay Justin Young chắc chắn sẽ khiến cho việc tấn công khu vực dưới rổ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Các đội bóng khác cũng có thể thay đổi khung đội hình bằng việc mang về một trung phong có thể hình cao lớn nhưng có khả năng ném xa và ném trung bình tốt. Như vậy sẽ giảm tải được áp lực tấn công dưới rổ và họ có thể tập trung hơn vào việc phòng ngự. Với quỹ lương hạn hẹp thì cuộc chiến tìm ra ngoại binh tốt nhất cho đội bóng của mình sẽ là một cuộc chiến rất thú vị và hoàn toàn có thể thay đổi cục diện của VBA năm nay. Mặc dù là năm đầu tiên đội bóng được thành lập và tham dự giải, nhưng Thăng Long Warriors đã thể hiện rõ tham vọng vô địch của mình bằng việc chiêu mộ những cầu thủ với đẳng cấp đã được khẳng định, đồng thời đưa ra những tuyên bố thể hiện rõ sự quyết tâm của mình tại mùa giải năm nay. Vừa rồi là những nhận định của tôi về đội bóng Thăng Long Warriors, tân binh của mùa giải VBA 2017 năm nay. Bạn có đánh giá như thế nào về đội bóng này? Hãy like và comment dưới đây về những nhận định của mình về cơ hội của Thăng Long Warriors tại VBA 2017. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!